Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR sáng ngày 15 tháng 10, Trà Vinh có 16 ca mắc mới. huyện Cầu Ngang 10 ca, thành phố Trà Vinh 2 ca, quyện Cầu Kè 1 ca, quyện Trà Cú 1 ca, thị xã Trung Hải 1 ca, 1 ca trong khu cách ly trường công nghiệp thực phẩm. Tất cả đều là người về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung. Huyện Cầu Ngang 10 ca đều ở xã Nhị Trường, trong đó 4 ca ở ấp Ba So, 2 ca ở ấp Nô Lửa A, 1 ca ở ấp Nô Lửa B, 1 ca ở ấp là KB, 1 ca ở ấp Dòng Thành và 1 ca ở ấp Bông Giang. Thành phố Trà Vinh 2 ca có địa chỉ ở khóm 3, phường 9. Quyện Cầu Kè 1 ca, địa chỉ ở ấp Châu Hưng, xã Châu Điền. Quyện Trà Cú 1 ca, địa chỉ ở ấp Trà Lép, xã Thanh Sơn. Thị xã Duân Hải 1 ca là tài xế được sàng lọc test nhanh chương tính, địa chỉ ở Mỹ Tho, Tiền Giang. 1 ca trong khu cách ly trường công kịp thực phẩm có địa chỉ ở khóm 4, phường 8 thêm 16 ca nhiễm mới, Trà Vinh đã có 1.819 bệnh nhân COVID-19, có 1.469 bệnh nhân được điều trị khỏi, 21 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 16.674 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 898 trường hợp.